Mình mới nhận được một bóng quà chủ đề Doraemon. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau unbox nha các bạn. Hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại channel mình. Mình là Mark đây và chào mọi người đã trở lại với Mark Unbox. Như các bạn đã thấy thì vừa rồi mình đã bưng ra một đống đồ ăn, nhưng mà mình đã dẹp xuống rồi để cho các bạn rộng rộng chút để nói chuyện trở dễ không. Cái đống quà này mình được nhận từ một người giấu mặt không tiện nói tên. Chị quản lý bà nói với mình á là cái này là quà sinh nhật muộn của mình. Sinh nhật của mình là 5 tháng 5, là nó từ tháng trước. Và bà tặng cho cái món quà mà bà nghĩ là mình thích, chủ đề Doraemon, trong khi Doraemon là chủ đề bà thích mà. Mình có thích Doraemon đâu. À, thực ra là tôi cũng thích Doraemon, nhưng mà tôi không phải là cái kiểu fan cuồng không. Bả là cái kiểu mà dạng cuồng Doraemon luôn các bạn. Tôi cuồng mấy thứ khác, chẳng hạn như Spider-Man nè, siêu nhân cuồng phong, Super Sentai, siêu anh hùng Marvel, DC rồi. Chứ tôi đâu có thích Doraemon như kiểu vậy đâu. Hồi nhỏ thì cũng thích Doraemon đó, nhưng mà mình không có kiểu thích siêu tầm Doraemon đó mà. Dù đồ chị cũng đã tặng rồi và nó có cái chủ đề nhất định, cho nên mình quyết định là ngày hôm nay mình sẽ đem lên trên này để unbox luôn cho bà quản lý, bà vừa lòng hả dạ vậy không. Trước khi bắt đầu video, mọi người nhớ ấn like, share, subscribe để ủng hộ cho nội mình. Còn tốt hơn nữa, bạn có thể ấn vào cái chuông kênh nó subscribe để mỗi lần mình ra video mới, mấy bạn sẽ là người đầu tiên được xem nha. Còn bây giờ thì ok bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với món đầu tiên thôi. Thì cái món này mình thấy là cái món nó lạ nhất trong cái bịch này. Giới thiệu bạn, khẩu trang hình Doraemon. Đỉnh chưa? Cái này là cái thứ duy nhất không phải đồ ăn ở trong cái hộp này luôn, cái đống đồ này luôn á. Tất cả lại giống như là bà muốn nuôi cho mình mập thêm nha bạn. Trong khi tôi đang giảm cân đó chứ. Đây là một loạt những cái hình ảnh của Doraemon trên này và những cái ngôi sao nữa. Thì mình thấy nó cũng khá dễ thương, dù nó không có nét lắm nhưng mà cũng ổn quá bạn. Đấy, hôm nay mình sẽ đi xe và mình sẽ đeo khẩu trang này. Vẫn không vừa cái mặt mình các bạn ơi. Không có vừa lúc nào cũng phải dư cái cục dưới này á. Cái cục dưới này mà nó mà dễ lây bệnh là tôi lây bệnh chắc luôn á. Hên á là nó chỉ lây qua cái đường miệng thôi, quay lây qua đường nọng là lên đường liền. Lây qua đường nọng là lên đường liền. Đâu có che được cái nọng này được. Đó, ok. Cái này chúng ta sẽ chút xíu mình sẽ đeo cái này về. Đó, vậy đi. Ok, món tiếp theo. Đây. Kẹo sô cô la sữa. Bubbit có Doraemon, Nobita, Seiko, Suka. Không có Deki, bà này anti Deki, là mình cũng không thích Deki vậy lắm. Hay dành Shizuka của Nobita lắm. Sao tôi không có cái bịch nhìn nó? Nó ngu vậy. Mình sẽ nhắm mắt lại để coi coi là thượng đế người ta sẽ cho mình kiểu biến thành nhân vật nào này không? Mình sẽ hợp nhân vật nào nhất không? Trong Doraemon sẽ là nhân vật nào? Chắc chắn là Doraemon rồi. Bóc lại nha. Rồi, ok. Không thấy gì hết nha. Kẹo ngon quá, nhưng mà mình nè, Nobita. Tức muốn khóc. Nó không hoạt động như vậy được. Đáng lý là cái clip này tôi sẽ rất ngầu khi tôi chạm được Doraemon đó, nhưng mà anh trai cô trời ơi, nghe quằn. Tôi khác trang rất là nhiều nha bạn. Thứ nhất là tôi không bắt nạt bạn bè, tôi rất là yêu thương bạn bè xung quanh. Các bạn có thể hỏi những creator khác trong creator, bạn sẽ biết. Thứ hai là tôi hát được, tôi rap được. Tôi không có hát dở như trang. Thật ra là tôi hát cũng hơi dở, nhưng mà tôi rap ok mà. Thì rap Việt tôi diễn gần hết được một bài mà. Nói gì thua la ở trong nha. Không quảng cáo, hơi ngọt quá so với mình. Nhưng mà các bạn biết kiểu mà sô cô la loại cùi bắp không, thì nó không có tới mức vậy, nó vẫn ăn được, thấy cũng ok hết. Nếu mình ăn cái này quá ngọt á thì mình sẽ có nguy cơ tiểu đường cao, nên là các bạn ăn ít ít thôi. Cũng vậy, mình sẽ ăn ít thôi. Giờ chúng ta chuyển qua tới món tiếp theo nha các bạn. Ok bạn ơi, thì cái món tiếp theo là một cái món đến từ thương hiệu Lotte. Tên món này là Suku Suku hay là su su cu cu. What the hell? Góc này ghi là chất lượng Nhật Bản nè các bạn. Dầu vitamin B1, B6, C, D3. Có 3 vị, đó là vị dâu, vị cam, vị dưa hấu. Que kẹo được làm từ giấy, rất là an toàn và rất là bảo vệ môi trường các bạn. Lần nào xé nhìn cái bịch nó cũng không muốn dùng cái bịch lần nữa luôn. Cái bịch nó chắc chắn sẽ rất là buồn, cảm thấy không được tôn trọng. Mình là thích, rất là thích ăn cam, nên là mình sẽ giải quyết cái vị cam trước. Cây kẹo này hình Doraemon thiệt các bạn. Nó làm được cây kẹo hình Doraemon thiệt sự luôn các bạn. Cái đầu Doraemon là bây giờ mấy bạn mà ngậm cây kẹo là các bạn đang táp cái đầu Doraemon á. Đầu Doraemon ngon phết. Hãy thử đầu Doraemon.
Hãy thử đầu Doraemon. Trời ơi, cái món đầu Doraemon rất ngon. Mấy bạn hãy tới ăn đầu Doraemon đi. Kinh khủng. Vị cam khá ngon, mình sẽ thử những vị khác sau. Ôi, này còn nhiều lắm. Bây giờ mà ăn hết 3 cây á, đã hết ngày, hết giờ hết. Ok bạn, còn bây giờ thì tới món tiếp theo. Ok bạn ơi, giờ mình mới ăn rồi. Lành, mới, ơi là, mình nghĩ là mình nên cất cái cây kẹo đi tiếp, trước khi chúng ta tiếp tục với cái món khác. Ok các bạn ơi, thì trước mặt mấy bạn bây giờ đang là ba cái đầu Doraemon. Sao đầu Doraemon vậy ta? Thì ở đây chúng ta sẽ có ba cái và cũng của Lotte. Thì chúng ta sẽ unbox từng cái nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có ba mẫu, đó là Doraemon hoảng hốt hết hồn, Doraemon vui vẻ bình thường và Doraemon lem. Mình sẽ unbox Doraemon vui vẻ trước. Mình ghét phải nói điều này nhưng mà mình unbox mấy cái đồ, mình mở cái hộp lên nó tệ dã man luôn á. Bữa giờ mình bị cái gì á, cho mừng con dao đi bro. Cái này nó có một cái rất là hay, đó là mấy bạn vừa có ăn, mấy bạn vừa có chơi nữa. Mấy bạn sẽ có ba cái đầu Doraemon vậy trời. Cái này mình không biết nói với bạn sao, nhưng mà trong này nó sẽ có những cái câu hỏi đặt ra cho các bạn để bạn có thể trả lời. Đằng sau này, đằng trước thì nó sẽ có kẹo gum, nhưng mà đằng sau nó sẽ có câu hỏi không? Bảo bối nào giúp Doraemon đi đến tương lai hoặc về quá khứ? Câu 1, A. Cánh cửa thần kỳ. B. Cổ máy thời gian. C. Trong chống tre. D. Là đường hầm Gulliver. Mấy bạn thấy cái câu này nó đơn giản không? Nó dễ vơ cơ lờ luôn á, nó dễ cực kỳ dễ luôn á. Chắc chắn cái này là trong chống tre rồi. Giỡn ơi, ai bị lừa. Mình fan Doraemon gần 40 năm rồi các bạn. Không thể nào lộn được trong cánh cửa thần kỳ ở gì. Cục sinh gum đầu tiên. Ngon. Bây giờ chúng ta sẽ unbox cái figure này. Figure đầu tiên của chúng ta là mặt Doraemon phê. Mặt Doraemon rất phê. Mấy bạn biết mấy con mèo mà được gãi bụng mà mặt phê. Đó, các bạn nhìn rất là cute. Wow. Lần đầu tiên mình unbox được con này. Doraemon. À, sơn khá là ok. Dù nó rất nhỏ nha bạn, các bạn biết khi nhỏ thì các bạn sơn chi tiết rất là khó. Dễ thương lại, có nơ màu đỏ nè, mắt mũi miệng, mắt hồng đồ. Đặc biệt là cái túi Doraemon là có sọc caro. Cuối cùng, Doraemon Melem. Để coi con này là con gì, mình chưa thấy con này luôn nha. Chưa thấy, tại mình bị mấy cái miếng trắng trắng này nó che rồi. Ok, 1, 2, 3. Cũng không thấy luôn các bạn, mình thấy cái đít đó không à. Rồi nha, lấy con Doraemon này ra. Doraemon này là Doraemon. Doraemon lấy đồ trong túi thần kỳ ra. Ngày hôm nay chúng ta đã unbox được 3 figure. Một figure Doremi rất là dễ thương. Một figure Doraemon đang thò tay vào túi thần kỳ. Một cái là Doraemon phê. Mình thấy cái này cũng khá vui. Mình nghĩ là cái này nó cũng không có mắc. Hình như mình nhớ như đâu đó như dưới 50.000 nè. Nó không có hơn được đâu. Mấy bạn sẽ không biết con gì trong này á. Nó sẽ cho bạn inbox ra random á. Bạn đâu đó bạn sẽ tìm được mấy con hiếm thì sao. Giống như bữa nay mình tìm Doremi á bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới với món tiếp theo nha bạn. Mấy cái món này mình thấy cũng khá hay á. Mấy bạn có thể mua về chơi thử. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ review cái này nhanh thôi. Tại vì cái này nó y chang như cái kia. Kẹo sô-cô-la sữa Poppit. Nó giống như cái này vậy bạn. Nhưng mà có điều là nó là một cái shape khác. Cho nên là mình thấy cũng không cần unbox nữa. Mình sẽ ăn hết cái này xong mình sẽ bắt đầu ăn tới cái này. Khoe với bạn vậy thôi nha. Còn bây giờ thì tới món cuối cùng nha bạn. Dữ dội luôn. Một con Doraemon siêu to khổng lồ. Đây là cái mà mình quan tâm nhất trong cái đống này nè bạn. Thứ nhất á là cái bề ngoài nó quá đẹp đi. Doraemon bây giờ mình không biết là mình xé chỗ nào của Doraemon luôn á. Đẹp dã man. Đây có đèn pin thánh to nè. Cái khăn chùm thời gian nè, khi mấy bạn chùm vô thì nó sẽ tua ngược thời gian về trước hoặc là về sau đó. Bánh trí nhớ, ăn vô là nhớ, dễ thuộc bài hơn. Cái này là cái gì tôi quên mất tiêu nè. Tôi nhìn cái này tôi nhớ lắm mà tôi quên rồi. Ok, lần này tôi mở hộp một cách chuẩn đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn thử từng bịch nha bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ ăn thử màu đỏ đi. Nó là hình như là nui á bạn, nui hay là cái gì á. Mình khá ngon. Vị nó y hệt như là mì gói khô mà bạn ăn mà mì hảo hảo á, phải không? Các bạn bóp nhuyễn ra, ăn nó y chang vậy luôn, nó không khác gì luôn á. Tiếp theo chắc là màu xanh dương. Siêu nhìn đỏ không tới siêu xanh nữa. Màu xanh dương nó là mấy cái que. Wow, thơm mùi cá nha. Ngon. Mùi rất là biển cả, mình không biết là cá hay là mực hay là gì nhưng mà hơi mặn, rất là ngon. Màu xanh dương là vị kiểu hải sản. Mình đang thắc mắc là màu vàng có khi nào nó là vị cheese không ta? Vị phô mai á. Có một xíu à. Mỗi cây đúng như sợi mì luôn các bạn. Đúng y chang sợi mì luôn á, nhìn nè.
màu vàng, không phải là phô mai, chính xác hơn là cà ri. Ngửi thì không nghe nha, nhưng mà ăn vô á nghe mùi bột cà ri rất nhiều. Ta tới với màu hồng. Màu hồng thì cái thanh nó cũng giống màu vàng nhưng mà nó lại tối hơn. Mình cảm giác như nó là những kiểu mì xào hay mì tương đen các bạn, cảm giác của nước tương á. Cái cuối cùng, cái best seller nhất, mình thấy cái này là cái mà mình cảm thấy là mình thích thú với cái này. Cái này cũng là mì nhưng mà nó là mì cục đó, một cục mì luôn các bạn, mà vị cay nha. Mình không biết là mình ăn mình có cảm thấy quá cay không thì mình không biết, nhưng mà ăn thử mùi ớt nước nồng, mùi thôi nha, nó là mùi ớt thôi nha, mùi ớt thôi chứ không quá cay, nó hơi the the thôi các bạn, ăn không có cảm giác cay lắm. Mình tưởng nó phải kiểu cay hạnh mà không, nó hơi the the thôi, nó còn không đủ cay để làm cho một đứa con nít khó chịu luôn á. Má ơi, nhiều Doraemon quá, nhiều thật sự luôn các bạn, quá trời Doraemon luôn á, đống đồ như này nữa. Ngày hôm nay mình đã nhận quá đồ, quá nhiều đồ Doraemon luôn rồi. Thì mình thấy content này nó cũng hay á, có nên mình sẽ tìm những cái món ăn về những cái anime hay những cái chủ đề đó nhất định để mình có thể làm cho bạn coi. Thì nếu bạn thích series này, bạn hãy nhớ ấn like, share, subscribe để ủng hộ channel của mình. Và bạn hãy nhớ comment dưới để cho mình có biết là bạn sẽ thích cái series này hay không, để mình có động lực để mình có thể làm tiếp nha bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau. Matt đi đây, bye bye, chúc bạn có một ngày tốt lành. Bye bye, nhớ like, share, subscribe. Hai, nếu bạn thích video này, bạn hãy nhớ ấn like, subscribe và bạn hãy nhớ ấn luôn cái chuông bên cạnh nút subscribe để có thể nhận thêm nhiều thông báo mới trên channel của mình nha. Và nhớ đón xem những video khác của tụi mình nha. Đúng rồi, còn bây giờ thì tạm biệt.